Xin chào các bạn, hiện giờ mình đang ở ấp 4, xã Thạnh Thị, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre nha các bạn. Ngay cầu kênh số 2. Thì hôm nay mình sẽ vô nhà của chú Chính. Đây là hướng ở trên Phú Long đi xuống nha các bạn. Thì chú Chính hoàn cảnh khó khăn. Thì chú Chính với thím Chính là đi làm thuê ở Long An, nhưng mà bị tai nạn giao thông đó các bạn, thì giờ không có đi làm được. Mình quay nhờ những mạnh thường quân giúp đỡ giùm cho gia đình chú Chính. Đây ở đường vô nhà của chú Chính có cái tiệm tạp hóa. Ở đây là một cái con kinh nhỏ. Đây là đường vô nhà của chú Chính nha các bạn. Giờ mình mời các bạn đi theo mình. Đây qua cây cầu. Bây giờ nước lớn rồi nha các bạn. Nhà chú Chính ở trước mặt mình rồi nha các bạn. Đây. Giờ mình phải đi qua cây cầu này. Nước ngập nha các bạn, nước này lớn. Ơi, thôi còn chút té rồi. Đây nước ngập rồi các bạn. Rồi, vòng vòng này nó ngập vòng vòng. Đây là trước cửa nhà chú Chính thím Chính. Con nghe nói chú Chính hoàn cảnh khó khăn rồi, bữa nay con cũng vô con quay để con nhờ những mạnh thường quân giúp đỡ cho chú Chính. Cảm ơn. Chú Chính bị tai nạn giao thông hả chú Chính? Bị tai nạn như xe người ta vậy, cái thằng kia nó không tắt đi về về cái nó chở cho đi về nhậu rồi, xe người ta dễ đậu dễ tông vô, tông vô mà nó không có gì mà gãy giò. Chú bị gãy giò hả chú? Gãy. Dạ. Nay cũng tháng rưỡi rồi, chưa mà còn đi chưa được. Dạ. Thì không có. Dạ. Chú bị hôm trước Tết hả chú? Trước Tết bữa mà 19 lần đi về ăn Tết á, đi bằng Thanh Long, Long An á. Dạ. Bữa trước Tết bữa 19 Tết. Dạ. Yeah. Tới nay nữa, tới nay tháng mấy rồi. Dạ. Yeah. Và chú thím là đi làm mướn không hả? Đi làm mướn đã tắm. Dạ. Ở đây có làm gì, già là đi đánh mặn, có mặn được. Dạ. Mình tắm thì mặn khỏe, mặn thì vô kho mặn ăn tí, mặn tí nào ăn tí mấy. Dạ. Còn ẩm nó ông ngoại mới nuôi một đứa, còn đứa này thì ẩm nuôi tánh, bà nuôi có mình nên cũng bằng. Đó là hai đứa cháu hả chú Chính? Cháu ngoại cháu nội. Cháu ngoại cháu nội hả? Hai đứa cháu nội đó. Dạ. Sinh đôi mà nhỏ là sinh đôi, hai đứa này sinh đôi hả chú? Sinh đôi đó. Dạ. Thấy mặt giống nguyên nguyên. Dạ. Sinh đôi đó. Chú Chính được mấy người con? Có hai đứa mà bà mất rồi mới gặp bà này. Dạ. Gặp anh này cũng chục năm rồi. Dạ.
mà ở bả không có đứa nào. Dạ. Có anh trai này ở nhà này để lên đâu nè. Dạ. Nhà nội nuôi. Thím bữa nay đi làm chứ giữ mà năm đánh giữ bệnh nên dạ. Má thằng Thế đánh á. Dạ. Bữa giờ đi vậy má thằng Khanh. Dạ. Nhưng thấy nó có qua cậu nó có qua đây ngày kia thì có qua đây nè. Dạ. Qua đây mới kêu quá là tánh cùng nuôi với bà năm đánh. Dạ. Hay hai em bé. Ừ, hai em bé. Thôi gái. Hai bé này nay bao nhiêu tháng rồi? Tuổi mấy hả? 2 tuổi mấy rồi. 2 tuổi mấy hả? 2 tuổi mấy rồi, được 25 tháng rồi. Dạ. Lúc đó đứa kia 7 kia 8 rồi nay vậy. Dạ. Ở trên nhà trọ đánh luôn. Dạ. Giống không? Người mặt giống rồi. Dạ. Rồi chú dẫn lên tỉnh giữ luôn. Ờ, bà giữ. Dạ. Bà giữ rồi nhìn chú mặn. Dạ. Dạ rồi chứ dò chú vậy là uống thuốc hay chích hay sao chú? Uống thuốc nó chích nó băng này nó cho uống thuốc. Dạ. Rồi chừng nào mới cắt băng chú? Nó là hồi tháng mấy mà đến nay là chừng nào lúa ăn chưa mới đi được bước à. Dạ. Đi mấy ngày chưa tính. Dạ. Nước ngập hả chứ? Dạ. Dạ. Nữa là ngập tới nhà. Ngập hết luôn hả? Ngập hết luôn tặng. Ngập. Nó này mà lấy đá rồi. Để chiên lắc nữa mình tặng có được. Ờ. Nước là lớn dữ vậy hả chú? Lớn dữ vậy. Tặng có luôn. Vậy là hồi ngập luôn hả? Thì giờ mấy cái mé bờ này ngập rồi. Bên đây thì nó bên cái nền nhà thì nó hơi cao hơn tí. Hơi cao thì cũng ngập luôn rồi. Dạ. Ở đây là ngoài vòng vòng nhà của chú Chính nè các bạn. Đây ở trước này giờ đường chảy vô rồi nè. Đang bò bò vô rồi nè. Dạ. Vậy là hồi nó nước lên từ từ nè. Vậy là hôm qua còn ngập ở khu này nè, còn ướt đây hả chú? Dạ. Dạ. Dạ dạ thấy còn ướt rồi nè. Vậy là bữa nay nó cũng nước cũng lên nữa chứ hồi ngập nữa quá. Dạ. Giấy trúng số hả? Có mua giấy số không mà giấy trúng số? Dạ. Phải trúng rồi cũng đỡ chứ chú à. Nhà lên này qua dạ. Cái cầu ngang đây. Dạ. Còn cái đó mình đi là đi cầu nhờ của người ta hả chú? Cầu nhờ. Dạ. Mình bắt ngay cửa mình ngay bán luôn. Dạ. Giấy trúng số đặng bơm cát hả? Giấy mà giấy giờ giấy. Tìm mía mình chai khó quá rồi. Khó. Dạ. Mà quá nào vậy? Dính vào luôn. Ê. Vô nhà luôn quay. Dạ. Đi bước vô nhà luôn quay. Dạ. Chỗ này là nhà ấy lại để hai em bé nó ra hả chú? Ờ, phải nó ra. Để hai em bé nó ra. Ờ, tấn dạ.
Đây ở trong nhà chú Chính. Vô luôn đi, vô quẩy. Vô vô lại đi chút. Vô. Đây là chỗ nấu ăn thôi. Dạ. Ở nền trong nó ngập á, chú không thấy còn ướt đất á. Dạ. Nhà hả chú? Nhà hả? Sắp rồi mới cắt ngô cây dầu gió là cắt ở đỡ lại nè. Dạ. Một lần thì cắt tốt đó. Sắp rồi cắt tục rồi. Là có bị sập rồi lần hả chú? Bị sập mới mua cây dầu gió là cắt rồi đó. Sập rồi nè mới cắt đó. Dạ. Cắt lại trong nay cũng 5 cái bạc. Dạ. Mua cây nhỏ nhỏ cắt đỡ thì nào có tiền đi rồi. Dạ. Về sập thì người ta điện chú về thì chú mới làm á hả? Ờ giờ mấy chỗ này nó cũng còn thiếu. Rồi chú làm vậy ở tỉnh người ta trả chú bao nhiêu ngày? Đó mà tiếng. Dạ. Mà tiếng. Dạ. 35.000 tiếng hả chú? Ừ. Cha của hai đứa bé đi biển rồi. Dạ. Hai em bé sanh đôi luôn rồi các bạn. Nó lại đó. Dạ. Đó. Hai đứa. Cưng không? Ta ghê. Đó dưới ta. Coi ra đó ghê không? Rồi chạy rồi, chạy rồi. Là anh lên xuống thích nổi đó, anh gấu rồi. Thì mẹ nó có đi làm gì không? Nó chứ? Giờ giữ. Ở nhà giữ. Ừ. Thì trai là nó nhà chứ giờ mình bỏ đâu được, bây giờ bỏ lên nuôi mà năm đến rồi giờ. Dạ. Sao giờ thì đi bao lâu mới về một là chuyến cào chú? Thì mấy tháng rồi. Mấy tháng rồi hả? Dạ. Đừng thổi đây. Trong ngày từ dưới chạy đây tối vậy cũng chạy lên nữa. Dạ, tại ban ngày con mắt đi làm chứ. Ở từ ngoài thị trấn vô đây chắc khoảng hơn 20 cây rồi hả chú ha? Ừ. Không không có biết chạy là có cây à. Dạ. Dạ chạy đường này phải không? Dạ. Chạy đường này. Thì chạy này đi đi là cái lộ đó rồi cái đi xuống với tàu với đường ngang chạy thẳng là tới đây, cầu là chạy vô Thạnh Trị. Thạnh Trị rồi con đi vô ngay cầu Bà Dùng. Ừ. Cầu Bà Dùng rồi chạy lên. Rồi, cầu Bà Dùng thì xuống đây có cái cầu đó. Dạ. Cầu Bà Dùng. Dạ. Trời nãy chạy đây mình còn chạy vòng vòng nữa. Chạy đi kiếm chứ đâu biết nhà đâu. Nghe số lạ giật mình chứ. Tưởng số ai tưởng thấy. Thế thì số cũng giữ luôn nè. 3 số 0 rồi á. Dạ. Tôi 3 số 0 á. Dạ. Bấm lên là 91 không phải. Nó ở chỗ này giờ nước nó tràn lên rồi nè. Tràn đó. Ừ. Lên nhiều hơn nãy. Tối lên rồi. Dạ. Vậy là cũng như chú đem đi một đứa chứ không phải đem hai đứa hả? Mỗi lần nuôi hai đứa một năm rồi về đây ông ngoại mới nhận. Dạ. Ông ngoại nó mới nhận mới nuôi giùm một năm. Dạ. Là cũng như giờ ông ngoại đứa, ông nội đứa. Ừ. Dạ. Mà giờ nó bây giờ nó đâu chịu. Bây giờ hai chị em nó dắn đứa này cái đứa kia nó hấp. Dạ. Không qua em lại vậy. Dạ. Ừ. Giờ đó. Vậy là giờ phải ở chung luôn rồi.
chung luôn rồi. Chứ đi vậy nó không chịu. Tại có hai chị em mà. Mà là cách ly nó cả năm rồi nó quên rồi. Dạ. Mới về hôm Tết nay là nằm qua ẩm lại giờ nó quen luôn rồi. Dạ. Dạ hả, vắng nơi này vắng nơi kia không được. Dạ. Không. Đồng nghiệp đó mà hôm qua vậy là cái nó kêu qua. Cái đứng dậy nó hỏi bà nội rồi. Bà dạ. Nội đi tiệm là mua kẹo rồi. Dạ. Thì nó thì vô mùng. Nó dở không có bà nó bà nội ngủ rồi. Dạ. Nhớ. À tặng gì mà không nhớ. Bây giờ thì cũng nhờ mạnh thường quân nữa giúp đỡ cho tôi ra rồi bây giờ như đã rồi giờ cũng không màn được trò cắn tôi bị vậy rồi bây giờ còn nuôi hai đứa cháu nội nữa. Thì giờ thì cũng nhờ mạnh thường quân giúp đỡ giùm. Cảm ơn. Con cũng quay lên đây con nhờ những mạnh thường quân này xem xét rồi giúp đỡ cho gia đình của chú Chính. Dạ. Thôi mình cũng xin kết thúc cái video này, mình cảm ơn các bạn đã xem cái video của mình. Mình cũng nhờ những mạnh thường quân xem xét coi có giúp đỡ được cho chú Chính. Giờ mình trở ra về các bạn. Nãy đi vô xem té chỗ này. Dạ. Má bị trạc.